FIFA từng lo ngại về tác động của bầu không khí lạnh nhạt kéo dài tại New Zealand có thể ảnh hưởng đến World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, những diễn biến thực tế trong mấy ngày qua đã mang đến sự thay đổi tích cực và niềm tin vào tương lai cho bóng đá tại đất nước này. Dù New Zealand chưa từng có giải vô địch quốc gia nữ và các tuyển thủ của họ chủ yếu đá cho các câu lạc bộ ở nước ngoài, nhưng những kết quả thi đấu đáng chú ý đã khẳng định sức mạnh của bóng đá ở đây. Trận khai mạc World Cup đã chứng kiến chiến thắng thuyết phục của đội chủ nhà New Zealand trước Na Uy, đương kim nhà vô địch World Cup nữ 1995. Các trận đấu khác cũng không kém phần hấp dẫn, Mỹ đánh bại Việt Nam với tỷ số 3-0, Nigeria cầm hòa Canada, một đội bóng được đánh giá cao hơn. Anh chỉ giành chiến thắng nhờ một quả phạt đền trước Haiti, Thụy Điển vượt qua Nam Phi với tỷ số 2-1, Hà Lan vượt qua Bồ Đào Nha 1-0. Kết quả đáng chú ý khác là Jamaica cầm hòa Pháp với tỷ số 0-0, trong khi Nhật Bản thắng lớn Zambia 5-0. Các trận đấu diễn ra trên các sân bóng chật kín khán giả, tạo nên không khí sôi động và cuốn hút người hâm mộ. Những trận đấu bất ngờ này đã làm cho World Cup nữ 2023 trở nên hấp dẫn và khó đoán trước, đồng thời khẳng định sức mạnh và tiềm năng phát triển của bóng đá nữ tại New Zealand. Bóng đá nữ đã có một lịch sử bắt đầu từ thế kỷ 20 tại New Zealand, nhưng sau đó đã gặp khó khăn vì phụ nữ bị cấm đá bóng trong hơn nửa thế kỷ sau đó. Điều này là do những định kiến giới ngầm đã ngăn cản sự phát triển của bóng đá nữ ở đất nước này, dù các lệnh cấm đã bị hủy bỏ. Dù số lượng phụ nữ tham gia đá bóng tại xứ sở chim kiwi đã tăng trong những năm gần đây và đội tuyển của họ đã tham dự các vòng chung kết World Cup, bóng đá nữ vẫn chưa nhận được sự chú ý xứng đáng. Tuy nhiên, khi New Zealand được chọn làm nước đăng cai World Cup, chính phủ nước này đã đầu tư 20 triệu đô la Mỹ để nâng cấp cơ sở vật chất cho giải đấu này. Sự hứng thú từ báo chí cũng đã tăng cao sau khi đội tuyển New Zealand đánh bại Na Uy. Hôm nay, New Zealand tiếp tục trận đấu thứ hai ở vòng bảng World Cup, đối thủ là đội Philippines. Một chiến thắng trong trận đấu này sẽ đảm bảo New Zealand giành vé vào vòng knockout, điều mà họ chưa từng làm được. Điều này chắc chắn sẽ mang đến niềm vui và hưng phấn cho đội tuyển. Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo New Zealand Herald, đội trưởng Ali Riley khẳng định, dù vẫn còn người nghi ngờ chúng tôi vì quá khứ, nhưng chúng tôi tin vào bản thân mình và đang biến giấc mơ thành hiện thực. Mọi điều đều có thể xảy ra. Xuất phát từ tư cách là đội bóng bị đánh giá thấp tại World Cup 2023, New Zealand đã vượt qua kỳ vọng của người hâm mộ. Họ đã giành được chiến thắng và tiếp tục nắm giữ ước mơ. Thách thức tiếp theo là đối đầu với Philippines, một đội đã thua ở trận đầu tiên và đang đứng trước nguy cơ bị loại. Tuy nhiên, không hề dễ dàng để đối mặt với đối thủ Đông Nam Á này, vì họ vẫn sở hữu tới 18 cầu thủ nước ngoài trong đội hình.